Em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên ngày 19 tháng 4 năm 2020 của kênh Lan Rừng Tuyết Kha tại thành phố Cao Bằng. Hôm nay thì em sẽ đăng một cái phiên bán hàng khá là sớm. Bởi vì thực ra thì mỗi hôm em đăng muộn xong rồi cái thời gian đóng hàng rất là cập dập, nên là hôm nay em quay sớm hơn. Và hy vọng là cái thời gian đóng hàng cho các bác sẽ thư thả hơn. Số điện thoại để các bác liên hệ mua lan bên em là 0914996482 nhé. Và trước mắt các bác đây là hàng đùi gà tròn của Cao Bằng. Cái lô này thì cũng đa số là đùi gà tròn các bác nhé. Như các bác thấy là tất cả đây này, tất cả những cây mà đang nở hoa, đã nở hoa thì nó đều là mặt hoa của đùi gà tròn ạ. Đấy, và cái lô hôm nay cũng khá là đẹp. Đa số là cái bản lá to và cánh cũng to. Đây ạ, rất là thơm. Đấy. Đấy, tất cả những cái bông đang nở này đều là gà tròn. Đó. Em vẫn bán giá là 200.000 một cân thôi nhé. Đấy, giá cho các bác sưu tầm. Hôm nay hàng về số lượng cũng có hạn thôi, nên là các bác nhanh tay chốt hàng nhé. Tiếp theo là kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà thì bây giờ đang vào mùa nụ. Đây các bác ơi, có cây bé tí này nhưng mà cũng đang có nụ đây này. Đó. Có một số cây thì nó đã sưng rồi nhá các bác nhá, đã sưng nụ rồi. Một số cây thì sắp sửa thôi. Đây như cây này chắc chắn là năm nay cũng sẽ có nụ này. Đấy, nó hơi sưng sưng rồi này, nhưng mà nó chưa nhú hẳn nụ lên. Thì có thể là cái này sẽ ở cái vùng khí hậu nó mát mẻ hơn, lạnh hơn, nên là cái việc ra hoa sẽ muộn hơn một chút. Kiều mỡ gà phiên này em bán giá là 190.000 1 kg các bác nhé. Số lượng cũng có hạn thôi và hôm nay hàng cũng khá là đẹp. Hàng đa số là hàng ngắn, những cái gì ngắn ngắn rất là xinh. Đấy. Tiếp theo là kiếm đỏ, hay còn gọi là kiếm hồng hoàng ạ. 100.000 1 kg. Hàng dề các bác nhé. Đấy, nó từng dề nhỏ nhỏ như này này, mầm này. Đấy, nó lên từng dề này, chứ không có cây lẻ. 100.000 1 kg. Em còn hai bó kiếm hồng. Kiếm hồng Bình Định, em còn hai bó này thôi. Mỗi bó này là 200.000 các bác nhé. 200.000 một bó. Em còn hai bó này. Tiếp theo là kiếm bóc đô. Kiếm bóc đô phiên này em giảm giá cho các bác còn 130.000 1 kg nhé. 130.000 1 kg. Kiếm lô hội. Kiếm lô hội. Đây, cái lô hôm nay thì có cả dài ngắn lẫn lộn rồi các bạn, nên là em bán đồng giá với cái bản lá dài là 50.000 1 kg. Lô hội thì đang rất là nhiều nụ và đây là một trong hai cái mặt hoa của kiếm lô hội này. Cái bông này thì nó đã tàn rồi. Để cho các bác biết là màu hoa nó như vậy. Lô hội thì nó có hai màu. Đây là màu trắng vạch đỏ, còn một loại là màu đỏ vạch trắng nữa. Đấy. Đây nụ đây ạ. Đang bắt đầu nhú nụ, rất là nhiều nụ rồi. Nên là tầm này các bác về ghép là được chơi hoa ổn định luôn nhé. Nụ đây ạ. Đấy. 50.000 1 kg. Kiếm lô hội. Tiếp theo là kiếm tương tư hồng. 140.000 1 kg các bác nhé. 140.000 1 kg ạ. Hoa màu xanh, cánh bầu, khá là xinh. Và cái cần hoa đứng nhá, nở vào mùa thu, vào khoảng tầm từ tháng 8 đến tháng 11 dương lịch ạ. Tiếp theo là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng vì đã qua mùa hoa rồi, thế nên là cái lô này em có nhập được giá rẻ hơn. Hôm nay em bán giá là 100.000 1 kg các bác nhé. Mặt hoa đây ạ, rất là thơm. Đấy. 100.000 1 kg, nhất điểm hoàng. Phượng vĩ, huyết nhung đỏ. Em còn 2 bó, 50.000 một bó nhé.
Tiếp theo là các cái bó hương vani. Đấy, hương vani sắp sửa, cũng sắp sửa đến mùa hoa rồi các bác ạ. Hoa rất là thơm, hoa màu tím rất là thơm. Hôm nay thì em về được 2, 4, 5 bó. 100.000 một bó này ạ. 100.000 một bó hương vani. Cái này về các bác có thể ghép được 2 đến 3 giỏ. 100.000 một bó hương vani, hoàng thảo hương vani. Nghệ tâm 50.000 một bó. Đây, một số thì đang nụ các bác nhé. Hàng đang nụ này, nhưng mà do là vận chuyển về thì nụ cũng nó cũng có bị gãy đi một chút. Đây này, nụ. Có cây thì nụ đã to rồi, nhưng mà có cây thì nó mới chỉ mới nhú thôi. Đấy, 50.000 một bó, em có 6 bó. Và em có một, hôm nay có một bó vanda này. Bó vanda đây, hoa đây. Đó. 50.000 cái bó này các bác nhé. 50.000 cái bó vanda này. Đó. Tiếp theo là hoàng thảo thập hoa. Hoàng thảo thập hoa. Những cái bó này cũng 50.000 một bó. Đấy, em đã làm thành 5 bó này. Thế còn ngoài ra thì có 3 cái rề to. Rề số 1 có giá là 150.000. Để em đặt ra đây để các bác nhìn rõ hơn. Đây ạ. Số 1, 150.000. Hoàng thảo thập hoa. Tiếp theo rề số 2 có giá là 95.000. Thập hoa mùa này đã thắt ngọn và đã xuống lá rồi các bác nhé. Chuẩn bị đón mùa hoa của loại lan này rồi. Rề thập hoa số 3, thân rất là vàng. Đấy, có giá là 60.000 ạ. 60.000, thập hoa số 3. Đấy là ba cái rề thập hoa và những cái bó hoàng thảo thập hoa. Cái loại lan tiếp theo em muốn giới thiệu với các bác đó là dáng hương đuôi cáo Cao Bằng. Đuôi cáo Cao Bằng thì bây giờ đang chuẩn bị vào mùa hoa. Và hôm nay thì em cũng có chia thành từng hình. Mỗi hình này là 100.000 các bác nhé. Đó, 100.000 một hình. Về cái số lượng cây thì nó cũng tùy hình thôi. Có những hình nào cây to nhiều thì nó khoảng tầm 5-6 cây gì đấy, 7 cây gì đấy. Đây ví dụ như cái hình này, 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5, 6 cây đây các bác nhé. Có những cây to thì nó sẽ khoảng tầm 6-7 cây. Còn những hình mà cây nhỏ thì nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như hình này đây, sẽ là 1, này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Đấy. Có một số ít cây lá xếp. Đấy, cái số lượng lá xếp rất ít thôi, nên là em cũng không chia đều được. Có một số hình có lá xếp thôi. 100.000 một hình nhá, em không để số nữa. Đấy, hình nào cũng giống nhau thôi. Các bác... chốt đuôi cáo chứ cứ chỉ cần một hình yêu cầu. Ví dụ như các bác yêu cầu là cây to hoặc là cây nhỏ thì em sẽ chọn hình cho các bác. Cây to nhiều hơn hoặc cây nhỏ nhiều hơn ấy. Tiếp theo là các cái loại hài. Hài hôm nay nhà em có hài Trần Liên này, hài gấm, hài Henry, hài đuôi công. Đó. Và còn mấy cây hài hằng. Đầu tiên là hài Trần Liên. Đây, em cũng đã chia thành từng suất rồi. 100.000 một suất này các bác nhé. 100.000 một suất Trần Liên này. Đấy. Và em có một cái rề hài đuôi công, rề khủng siêu to khổng lồ luôn các bác ạ. Đấy. Lá nó dài 1 gang, 2 gang, 3 gang. Dài 3 gang và lá nó kẻ nhé. Các bác hơi hơi kẻ đây này. Đấy. Đây này, có cái ngọn này là lá hơi kẻ này. Không biết các bác có nhìn rõ không? Vì nó bị lóa nữa. Đây, đằng sau đây.
Cái dê này thì do là nó dài quá nên là khi mà dân lấy ở rừng về thì người ta cũng nhét vào bao tải. Thế nên là cái lá của nó có bị nó bị gập một chút các bác nhé. Đây, một số lá dài quá đây này. Nó bị gập một chút. Đấy. Thế còn nói chung là kể cả sau này nó ra những cái mầm mới thì nó vẫn thuộc cái giống cây to như này nên các bác yên tâm. Rất là to luôn. Em nghĩ là cây lá to như này thì hoa nó cũng rất là to. Cái dê này có giá là 200 nghìn nhá. Hài đuôi công. Thế còn những cái hàng lẻ những hàng lẻ như này thì em vẫn bán giá là 70.000 một lạng ạ. 70.000 một lạng. Tiếp theo là hài gấm. Hài gấm 15.000 một lạng các bác nhé. 150.000 1 kg. Hài gấm lô hôm nay cũng rất là đẹp. Đấy. Lô hôm nay có vẻ ít nụ hơn lô hôm qua rồi. 150.000 1 kg, 15.000 một lạng. Hài Henry cũng vậy. 15.000 một lạng. Đấy, và 150 một cân. Cái tiếp theo là bầu rượu. 100.000 một cân các bác nhé. 100.000 một cân bầu rượu. Tiếp theo là hải hằng. Hải hằng thì giờ em chỉ còn cái số lượng như này thôi các bác ạ. Đây, còn một cây này. Một cây, hai cây, ba cây. Đấy, ba cây này hôm qua em bán ở phiên hôm qua cái mức giá là trong cái lô là 100.000 một cây, nhưng mà do em cũng chọn những cái cây to cho mọi người hết rồi nên cây này nó nói chung là nó xấu hơn và nó nhỏ hơn một chút so với những cái cây mà em đã gửi cho khách nên là em bán thanh lý còn 90.000 một cây. Đấy. 90.000 một cây và nếu như là bác nào lấy hết cái chỗ này 93 207 này, 207 cộng với cả ba cái cây nhỏ này. Đấy thì em tính là 300 tròn nhá. Đấy. Còn ba cây nhỏ này với lại ba cây to này thì là 300 tròn, bác nào lấy hết thì em sẽ tính giá đấy. Còn nếu không thì các bác lấy lẻ thì sẽ là 90.000 một cây hài hàng to nhá. Đấy là tất cả những cái mặt hàng em có trong phiên sáng ngày 19 tháng 4 năm 2020. Và nếu như chiều nay có về thêm hàng gì nữa và số lượng nhiều thì em sẽ tiếp tục đăng video để cho các bác được chọn nhiều loại lan hơn, sưu tầm được nhiều loại lan hơn trong vườn nhà nhé. Chúc cả nhà có một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Em xin phép dừng video đây ạ.